Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024 sẽ chính thức khởi động vào chiều nay với trận siêu cúp quốc gia 2023 giữa Công An Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận siêu cúp lịch sử khi lần đầu tiên có sử dụng công nghệ VAR. Trận đấu này diễn ra vào lúc 17 giờ trên sân vận động Hàng Đẫy. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã hoàn thành. Ban tổ chức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho trận đấu. Mặt cỏ sân Hàng Đẫy lúc này khá ổn. Ở mùa giải tới, sân vận động này tiếp tục là sân nhà của ba câu lạc bộ Hà Nội, Viettel và Công An Hà Nội.